quay mà lại đang mở cửa thì được. Mày thế không thì Hiếu đã thua. Khó khăn như trận đấu ngày hôm nay. Nếu một lò mà còn không bốc lên được thì phải nói là chịu luôn. Quá khó cho Hiếu khổng lồ gặp một cái đô gọi là ăn đối thủ. Quá giả dơ các bạn ạ. Cũng là một cái sới vật to đấy các bạn, và sới vật lớn đấy. Vì Hà Văn Hiếu cũng là một cái đô vật có tên tuổi trong người vẫn bốc ngon các bạn ạ. Kéo bó đi. Mới chạy đoàn thôi. Vâng. Nếu ba lần gọi là không có mặt là coi thua cuộc. Đây các bạn ạ. Mỗi khi mà ông Đại Đô Hà Văn Hiếu có mặt tại giới vật thì giới vật đã nhôn nhau rồi các bạn ạ. Hôm nay là chúng tôi kiểm tra lại trọng cân của Hà Văn Hiếu. Hà Văn Hiếu vẫn là 130 kg. Nhưng Mạnh Hồng thì chúng tôi cân là 105 cân. Quá là tuyệt vời cho buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo là... chương trình ở đầu nèo số 9 của Lan. Chúng tôi xin giới thiệu đô mang trang phục màu đỏ Hà Văn Hiếu của Thái Nguyên, đô mang trang phục màu vàng Mạnh Hồng của Thái Bình. Nhìn đô, Đại Đô nhìn lực lượng nhá. Khỏe như thế này các bạn. Chỉ cần gọi là nhấc được Hà Văn Hiếu lên cũng là cả một vấn đề rồi các bạn. Trận thi đấu bắt đầu. Đại Đô Hà Văn Hiếu nha các bạn nha. Thắng dễ thế Hiếu ơi, chưa kịp ra mồ hôi. Chúng tôi thống nhất lại với tổ trọng tài phản đấy. Em đây là cho mặt dài dài tí. Thật. Thả tí đi Hiếu ơi. Hiếu đánh ăn ngay thế thì làm sao được. Chúng tôi thống nhất như thế này. Vừa qua Hà Văn Hiếu dùng một kỹ thuật kéo vó tung đối phương lên bổng rồi lội toàn thân rồi. Nhưng mà ngửa biết có 2 phần 3 thôi. Yêu cầu của chúng tôi là ngửa phải ngửa hẳn. Trong thi đấu tiếp tục thi đấu. Hiếu nó bé như mấy em vậy. Trong thi đấu tiếp tục. Lỗi không thua. Ở đây chúng tôi không chơi lỗi. Quê tôi là không chơi lỗi. Ôi, 35 gió 10 rồi. Năm nay là trắng lưng mà đập bột rồi. Chúng tôi xin công bố kết quả lúc 35 giây của hiệp thứ nhất, đô mang trang phục màu đỏ Hà Văn Hiếu đã thắng cuộc. Như vậy Hà Văn Hiếu đã toàn thắng đầu nèo số 9. Xin mời ban tổ chức lên trọng đầu nèo số 9 cho Hà Văn Hiếu. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phùng Văn Thắng, phó trưởng thôn lên trao đầu nèo cho đô Hà Văn Thắng. Xin trân trọng kính mời ông Hà Văn Hiếu. Lần đầu tiên đô vật mà có fan hâm mộ đấy các bạn. Hỗ tay. Vừa qua ban tổ chức chúng tôi đã trao cho đô Hà Văn Hiếu một cái giấy thông hành
để cho Đô Hà Văn Hiếu có quyền được giữ và phá tất cả các giải, từ giải nhất, giải nhì, giải ba. Phá thế ăn tất à, phá hết cả ba giải. Tiếp theo chương trình ở màn đèo số 8 của nữ, Minh Thư Hà Nội, Huyền Trang của Linh Bình. Mặc dù đã gần qua cái thời kỳ đỉnh cao phong độ rồi nhưng mà anh vẫn là điểm sáng của tất cả các cái sới vật của tất cả mọi nơi các bạn ạ. Mỗi khi mà có Hà Văn Hiếu thi đấu thì nó là phải nói là khán giả ồ lên luôn. Đúng là đại đô. Đây là Hiếu khổng lồ. Anh hôm nay về sới vật của Cuba là anh là đại đô các bạn. Đấy. Hùng này là đang thắng giải nhì của chắc là thua Hiếu khoảng 30 cân. Hùng tôi đoán chỉ còn tạ thôi nhưng Hiếu chắc còn tạ 3. Đấy. Mỗi một khi mà Hà Văn Hiếu mà lên sới thi đấu thì rất là được sự quan tâm rất là lớn của khán giả. Đô mang trang phục màu vàng Nguyễn Văn Hùng ở Bắc Ninh. Trong tay điều khiển Nguyễn Văn Thành, trong tay trống Văn Đông, hai đô một số. Nghe lên trong tay trống, xem nào. Trận thi đấu bắt đầu. Để mà sới vật mà để mời được Hà Văn Hiếu về cũng là một cái sới vật to đấy các bạn, và sới vật lớn đấy. Vì Hà Văn Hiếu cũng là một cái đô vật có tên tuổi trong làng vật của Việt Nam, và hiện tại bây giờ anh vẫn là giữ một cái chức vụ gọi là đại đô, và đại đô gần như là không thua trong tất cả các trận đấu các bạn. 50 tuổi cho Đô Hiếu khổng lồ là 200.000 đồng. Xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai ông Đô. Quý vị khán giả yêu mến ông Đô Hiếu khổng lồ thì có thể vào trang YouTuber Hiếu khổng lồ TV để theo dõi Đô Hiếu. Và để đảm bảo cái đường truyền mạng tốt nhất cho kênh Hà Tây Media thì mời các quý vị khán giả đang trèo ở hệ thống mạng của ban tổ chức ở bên chỗ cái nhà hơi của nhà văn hóa, xin mời quý vị hãy di chuyển tránh cái dây mạng ra cho ban tổ chức. Bông lên. Xin mời quý vị giúp ban tổ chức cái này để đảm bảo cái đường truyền mạng của Hà Văn Hiếu. Thực ra là không bốc thôi, chứ nếu mà Hà Văn Hiếu bốc thì vẫn bốc ngon các bạn ạ. Để chào tay đời quý vị ơi, như vậy Đô Hiếu khổng lồ đã thua Bình Nhất Bổng, rất tuyệt vời. Vừa qua Đô Văn Hùng của Bắc Linh đã nhấc bổng được Đô Hiếu 130kg lên trường chúng tôi đôi đo khoảng 1m. Ăn. Ra sau là dễ ăn lắm các bạn. Thực ra là theo như nhận định của tôi là Hiếu khổng lồ chưa đánh thôi. Còn nếu mà Hiếu khổng lồ mà ra đoàn thì những cái đồ vật nhẹ cân như thế này thì nó quá đơn giản các bạn ạ. Đồ
Rồi bốc rồi đấy, bốc rồi đấy. Một 135 kg nhé các bạn nhé. Hiện tại bây giờ anh ấy cũng chưa bị xuống cân đâu, còn chưa bị lên cân. Người anh ấy vẫn rất là săn chắc các bạn ạ, và to. Bốc đi, bốc đi. Kết thúc đi Hiếu ơi. Rồi ăn rồi, ăn rồi. Thực ra thì xem các cái đô mà khoảng 65-70 cân đánh thì nó sẽ có nhiều cái miếng đánh hơn. Nhưng mà đây là hai đô khổng lồ nên là kiểu người nó đồ sộ đấy các bạn, nên là một số cái miếng đánh này là giải đại đô, giải của các ông đô trên 100 kg. Hay quá. Nếu mà Hiếu mà nhẹ là bốc vào đấy được lên rồi đấy, nhưng Hiếu nặng quá, không thể làm sao được các bạn ạ. Hiếu chỉ cần dạng chân đứng thôi, nhưng mà phải nói là quá vững, nên đúng là như một người khổng lồ đứng ở trên sàn đấu các bạn. Hết thời gian, hai đô vào trong ghế tạm nghỉ. Nước chúng tôi đã để cái sổ đỏ ấy, có chai nước ở đấy, các đô có khăn nước thì tự giác uống. Nhìn quả vai vuông người sợ. Thực ra để mà nói là đô Hiếu này mà trong cái thời kỳ mà đỉnh cao phong độ ấy thì đúng là gọi là vô, không có đối thủ các bạn. Trận thi đấu của Thái Bắc Giang và Cấn Tất Dương. Cấn Tất Dương khi Thái của Bắc Giang đã nhất thắng, hiện nay Cấn Tất Dương của Phùng Xá xin theo với Thái của Bắc Giang. Trận thứ hai, ban tổ chức chúng tôi chấp nhận và xin mời hai đô thay trang phục chuẩn bị vào thi đấu. Cũng không quên là quay cho các bạn xem là đô đối thủ của Hiếu khổng lồ cũng không phải dạng vừa đâu các bạn ạ. Lúc đầu mình nghĩ là khoảng dưới 100 cân thôi, nhưng mà chắc phải trên 100 cân đấy. Trước mặt cho bàn ban tổ chức là thay trang phục. Ngồi ở đây chờ đợi để khi chúng tôi gọi tên. Đây mới đúng là sumo đấy các bạn. Nhìn như sumo nhỉ, sợ là hết thời gian thì hiệp thứ nhất. Hiệp thứ hai bắt đầu. Hiện nay đô Long của cô ai đã nhì thắng trong chương trình sáng đó. Xin mời các đô quay bằng S24 Ultra đây các bạn ơi. Nhưng mà nó không bằng máy quay điện. Các bạn thông cảm ủng hộ mình để mua máy quay. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem trên con Ultra 23 của chúng tôi. Mặc dù là một cái điện thoại đời mới nhất nhưng mà vẫn không đủ để mà truyền tải cho các bạn những cái hình ảnh quá sắc nét. Biết rồi, mình biết là cuộc sáng rồi, nhưng mà ở trong sân có đông quá, không thể nào không đẹp. Cô Mai đã được thắng trong chương trình. Mình đã thử hết cho các bạn thông cảm. Hiện nay đó, đoàn trọng hải của Gia Lâm. Sân này xung quanh đã ngược sáng hết. Tổ chức chúng tôi chấp nhận cho đô hải và theo với đô nông của cô Mai. Mời các đô chuẩn bị. Ra ngoài rồi, ra ngoài. Cháu ở trong sân xung quanh sáng bạt ở trên, không thể ngồi chỗ nào để mà
Trận thi đấu tiếp tục, các bạn thông cảm. Để kết thúc cái tập thi đấu của hai ông đô ở giải Đại Đô, thì ông Nguyễn ở Hiếu Bằng có mừng tuổi cho giải Đô Văn Hùng là 100.000 và Đô Hiếu Khổng Lồ là 100.000. Xin một tràng pháo tay cho hai ông đô. Từ ngày hôm qua hôm kia đến nay mình theo dõi cái giải của khu 3 này, chưa trận đấu nào mình thấy Hiếu Khổng Lồ khó khăn như trận đấu ngày hôm nay. Hiếu Khổng Lồ còn không bốc được thì phải nói là chịu luôn. Xin hỏi trọng tài đấy. Vừa qua chúng tôi thống nhất với tổ trọng tài này, vừa qua bằng một kỹ thuật kéo vó vứt sang bên cạnh làm chân. Chúng tôi mở lại nhé. Thế là nhìn đi à. Chúng tôi thống nhất tổ trọng tài như thế này, chúng tôi xem bây giờ vừa qua bằng một kỹ thuật kéo vó hất tung cho đối phương cũng vừa ngửa, nhưng mà theo tổ trọng tài chúng tôi thống nhất này này, chưa khống chế được, chưa, người ta đang chạy đòn, chỉ khống chế được một giây thôi thì có thể trận đó là được, nhưng mà chưa khống chế được. Trận chúng ta tiếp tục thì đó. Lò đã vào thế rồi, vẫn chưa làm gì được các bạn. Rồi. Xong rồi, xin mời hai đội tiếp tục vào trận. Nào. Hiệp hai hả? Hiệp hai mới kéo được có 3 phút. Lâu lâu tí ăn thắng Hiếu ơi. Thực ra thì đứng gần Đô Hiếu thì chúng tôi mới cảm nhận được là Đô Hiếu cũng tích mỡ một tí rồi các bạn ạ. Người cũng bắt đầu có cái sự bùng nhùng rồi đấy. Hiện nay chúng tôi nhìn thấy Đô Hồng đã thân mềm. Đô Hiếu là sẵn sàng rồi. Rồi, quyết định đi. Là Đô Hiếu có sử dụng kỹ thuật là kéo bó nữa không? Kéo bó đi. Mới chạy đoàn thôi. Xong rồi, xong rồi. Chưa không thể nào. Quá khó cho Hiếu Khổng Lồ. Tiếp tục. Gặp một cái đô gọi là ăn Hiếu Khổng Lồ gặp đối thủ. Quá giả dơ các bạn ạ. Mình muốn quay cho mình đăng ngay cho các bạn xem nên là mình sẽ không tạm dừng các bạn nhé. Nghỉ có một phút thôi nên là để nguyên máy, các bạn giữ nguyên máy để xem dung nhan của Hiếu Khổng Lồ các bạn nhé. Đây tôi sẽ zoom cho các bạn xem. Đấy, nhìn thấy chưa? Phải nói là người toàn thịt và thịt thôi. Không biết là chị em phụ nữ mà xem những cái hình ảnh như này thì cảm nhận thế nào? Nhưng mà tôi là nam giới mà tôi thấy những cái đô mà to như này là tôi cũng khiếp đấy các bạn. Rồi anh Tiến là ban tổ chức lên để tiếp nước cho Đô Hiếu các bạn.
trong loạt chúng tôi quy định này được thì đánh lên, thua đánh xuống. Cái giải bài đô này chúng tôi cho là giải to nhất. Bây giờ đô hồng mà thua, chẳng may mà thua đô hiếu, ở cái giải này thì đô hồng vẫn có điều kiện để tham gia thi đấu giải nhất, giải nhì, giải ba được không? Đây là đô hồng nhá, cũng phải nói là đô hiếu. Mà có thua thì có đô hiếu có quyền được tham gia các giải tiếp theo. Hết thời gian nghỉ. Của hiệp thứ hai, hiệp thứ ba bắt đầu. Lao vào Hùng, lao vào đánh ngay. Hùng có vẻ là quyết tâm để hạ cục hiếu các bạn ạ. Bắt đầu sang hiệp 2 và Hùng lao vào đánh ngay luôn. Thế mà lại gặp Hiếu, lại vào thế của Hiếu rồi. Con cá này có 105 cân. Đấy, mới thua Hiếu 30 cân. Chúng tôi tính đã được là 3-4 giây. Chiến thắng quá thuyết phục của Hà Văn Hiếu các bạn. Thắng chết vào chưa hả? Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Mệt quá rồi. Đô Hiếu còn phải thi đấu một trận nữa các bạn. Chúng tôi xin công bố kết quả nốt hiệp thứ 3. Lúc 32 giây, Đô mang trang phục màu đỏ, Hà Văn Hiếu đã thắng cuộc. Như vậy Đô Hiếu đã thắng trong chương trình phá giải bài đô. Tuy nhiên phá đại đô thắng 2 trận đấy cơ. Vâng, xin mời hai đô đá lại sân. Giải quá khổ, trị giá 10 triệu đồng. Hai ông đô đều trên 100 kg. Quá khổ là không sướng, có thế thôi. Đô Hiếu là nặng 139 kg. Trận thi đấu thứ 3 giải đại đô, chúng tôi xin giới thiệu đô mang trang phục màu đỏ, Hà Văn Hiếu, Bình Ninh Bình. Đô mang trang phục màu vàng, Thế Cử, tỉnh Vĩnh Phúc. Trọng tài không thay đổi, hai đô vào giữa thảo ngồi xuống, nghe lên trọng tài chấm xem nào. Được. Như vậy là đoàn vận động viên đến từ đất tổ Vua Hùng. Đã về tới sới vật của làng Cuba. Và tham gia thi đấu giải quá khổ của buổi chiều ngày hôm nay. Hai đô đã hoàn thành xong thủ tục xe này. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Đề nghị các cháu nhỏ, đặc biệt là các bố mẹ của các cháu nhỏ ngồi ở trước khu vực gần dưới vật, đề nghị các bố mẹ vào đón các cháu ra ngoài nhé. Tiếp tục.
đại đo bám vào giữa trung tâm sẽ vào tiền thi đấu, không được đẩy nhau ra vòng. Di chuyển vòng tròn đi. Để kết thúc nhanh, chúng ta cho một tràng pháo tay đi ạ. Hai ông cô. Thế cử nhưng mà chưa hoàn chỉnh trận thi đấu tiếp tục. Chứng tỏ thế cử này nó cũng không ngại gì Hiếu đâu nhá, nó đánh đôi công với Hiếu luôn đấy. Từ từ thôi Hiếu ơi, đang xem hay. Tiếp tục. Thank you.
trong luật dân tộc quy luật tự do là có động tác bạt má chứ không có động tác đá. Đá là sai luật. Đô là cố tình đá là vi phạm luật là chúng tôi đuổi ra khỏi giới đó. Không được túng quần. Bắt tay. Nếu là vật tự do thì được, vật dân tộc của toàn quốc thì được sử dụng đánh khố, nhưng đây chúng tôi không có khố, đây là chỉ bao nhưng không phải được khố. Nhất các đồ này chỉ đấy. Trận thi đấu tiếp tục. Khét rồi. Giả dơ với Hiếu rồi đấy. Hello. Hai đôi này chắc phải gặp nhau quá nhiều rồi đúng không? Hết thời gian thi đấu của hiệp thứ hai, hai đô vào trong thế tạm biệt. Vâng, và vào hiệp ba tiếp tục. Và hiệp ba đề nghị chúng ta lại ứng tiếp cho một tràng pháo tay nữa đi ạ. Mang hai cô thi đấu tích cực. Trận thi đấu tiếp tục. Tiếng còi trước khi đôi đấu ra đó. Kết thúc được.
cố gắng lên. Đông, trong tay thảm, động tác đó cho phép. Động tác đó cho phép. Rút kinh nghiệm vì đã tiếng gọi rồi. Nhưng động tác đó là cho phép trong luật vật dân tộc, vật dân tộc và vật tự do. Yếu kiện rồi. Thôi đôi yếu không cả. Đôi yếu không cả. Tiếng còi rất lợi hại phải không ạ? Kỹ thuật đó là của vật tự do và vật dân tộc. Vâng, hai ông đồn tiếp tục. Lúc 2 phút 52 giây của hiệp thứ 3, Đô mang trang phục màu đỏ, Hà Văn Hiếu đã thắng cuộc. Như vậy Hà Văn Hiếu đã toàn thắng giải Đại Đô. Xin mời thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Lâm và ông Phùng Văn Thắng lên trao giải Đại Đô trị giá 10 triệu cho Hà Văn Hiếu khổng lồ. Xin trân trọng hai ông. Chán để hiểu hơn anh là có 10 triệu. Như vậy là tiếng còi đầu tiên, nó là tiếng còi kết quả phải không ạ? Tiếng còi này chờ đợi lâu lắm rồi ạ.